Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con Sony 1 Mark 4 các bác nhé. Thì con này nó rất là đẹp luôn các bạn. Đã rất là lâu rồi em mới có một cái con mà nó đẹp như này. Nó đẹp gần như là không có vết xước gì các bác ạ. Đương nhiên nó cũng sẽ có một vài cái vết xước mà gọi là người ta gọi là cái vết lông mèo ấy, nhưng mà nó rất là nhỏ luôn. Thậm chí là nếu mà em không nói các bác cứ mà soi gần chết không ra luôn. Thì cái con máy này đương nhiên ấy, là về cái chức năng của nó hoàn toàn là không có hề có một lỗi nhỏ nào các bác nhé, và áp suất nó còn rất là mạnh và còn L1 các bác nhé, L1 để các bác xem phim ấy. Thì về chức năng thì em không cần phải test nhiều nhé, em chỉ test cái L1 với cái ngoại hình rồi áp suất các bác xem thôi nhé. Thì đây trước tiên là về cái L1 đây, L1 đây cho các bác xem này, đây còn L1 các bác nhé, đây và áp suất đây em cũng có test cho các bác xem. Đây, áp suất nhảy rất mạnh. Đấy, có thể bóp nhẹ cái nhảy rất là mạnh luôn. Đấy, các bác không phải lo. Thì cơ bản ấy là cái con này, cái đời này người ta không 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 test bằng cái lệnh này được. Nhầm à? Đấy. Thì lên cái đời 4 này rồi thì sẽ không còn, các bác sẽ không còn test được cái pin nữa các bác nhé. Đấy thì các bạn không phải lo đâu. Cái con này rất là mới luôn và pin của nó là 5.000 rồi, cho nên là nó cũng rất là trâu rồi. Cho nên các bác cứ yên tâm. Dùng con này thì hoàn toàn là yên tâm về pin, nó không như cái đời trước đấy đâu. Đấy, và hoàn toàn là cái con này giờ điểm yếu của nó chỉ em nghĩ là chỉ có mỗi là cái chip 8 Gen 1 thôi. Thì cái 8 Gen 1 ấy, thì là nhiều anh em dùng ấy, thì vẫn kêu là nó vẫn còn hơi nóng, không được bằng 8 Gen 2. Thì đương nhiên cái 8 Gen 2 thì đúng là gần như nó hoàn hảo rồi. Kể cả 8 Gen 3 bây giờ em đang dùng con S24 Ultra thì cái 8 Gen 3 nó vẫn em cảm giác nó vẫn hơi nóng hơn 8 Gen 2 các bác nhé. Còn con 8 Gen 1 thì đương nhiên là nóng hơn con 8 Gen 2. Thì cái đấy thì không thể bàn cãi, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì chắc chắn một điều là nó sẽ không thể nóng như con 888 đâu, cho nên các bác yên tâm hoàn toàn là rất là ngon luôn. Đây, và cái con này ấy, thì là hai sim thôi nhé. Thì hai sim thì đây em sẽ cho các bác xem luôn hai sim đây. Thì đây em đang lắp một cái sim vật lý là cái sim Viettel này các bác đấy, và ngoài ra các bác hoàn toàn có thêm một cái eSIM vào đây nữa nhé các bác này. Đây hoàn toàn có thêm một cái eSIM ở đây nữa, các bác yên tâm. Con này hai sim và con này là bản AU các bác nhé. Đấy, cho nên thường thường ấy, thì là cái Sony thì bản bản Nhật ấy, thì cái bản AU ấy là cái bản ngon hơn, thì theo kinh nghiệm của em là như vậy. Rồi ok. Và trong này này, trong cái app này thì nó cũng có cái test cái pin này, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì là này này, đây này, các thấy không, pin 5.000 này, 100% này. Còn cái chỗ bộ đếm sạc ấy, thì nó sẽ tương ứng với cái phần trăm pin ở trên trên góc máy này các bác nhé. Đấy, thì các bác cứ nghĩ là bộ đếm sạc này 4,4517 là còn bằng đấy thì không phải đâu các bác nhé, là nó còn theo tương ứng với cái số phần trăm pin ở đây này. Nếu phần trăm pin ở đây mà còn 100% thì nó sẽ lên 5.000 thôi. Đấy, cho các bác yên tâm. Đây này, thì như con này theo cái app này thì nó rất ước tính tầm 100% này. Đó. Ok. Thì song sánh nghe gọi thì các bác yên tâm, em thấy là cái bản bản AU này này là cái việc sóng của nó rất là tốt các bác nhé. Để em sẽ nghe gọi cho bác xem. Đó. Tiệm cận này bình thường hết các bác nhé. Cảm ơn Đó. quý khách đã lựa chọn sử dụng À, dịch con này vụ có ghi âm các bác của nhé. Viettel Con này có ghi âm. để Đó, làm yên việc. tâm. Đây này. Ví dụ như nó ở chỗ em đây này, cái sóng 4G nó rất yếu này. Như em dùng cái con S24 Ultra này nhé, thì sóng nó cũng như vậy thôi. Đây. Các bác thấy không? Đây này, cái sóng của đây này, cái sóng mà 4G này các bác nhìn, một cái sim ở phía phải đây này, đấy nó cũng chỉ có một vạch thôi, nó rất là yếu luôn. Thậm chí không hiểu sao mà chỗ em sóng nó yếu thế, cho nhiều khi em test máy ấy, thì các bác thấy cái sóng có một vạch hai vạch thì các bác bảo là máy yếu, không phải đâu. Thì cũng may là cũng một phần cũng may mắn là chỗ em sóng yếu ấy, cho nên là nếu mà con nào mà sóng yếu ấy, về chỗ em là gần như nó không bắt được sóng luôn, thì là biết ngay, còn nó vẫn bắt được là ok luôn. Đấy, cho các bác yên tâm về sóng sánh của bản AU này thì nó là ngon hơn, theo kinh nghiệm em là ngon hơn bản Docomo đó. Rồi ok, thì từ nãy giờ nói cũng dài dòng quá rồi, em sẽ nói cho các bác về cái ngoại hình của con này. Ngoại hình con này để các bác yên tâm sử dụng nha các bác nhé. Con này thì đẹp mới đấy, đẹp, nói chung là đẹp, gọi là đẹp keng đấy. Đây, nhất là về cái kính camera này. Đây, hoàn toàn các bác thấy không? Kính camera gần như không có một vết xước nào cả các bác nhé.
À, không biết chỗ nào để soi cho các bác cho nó dễ. Nào. À, các bác yên tâm. Khá là khó soi về cái kính camera này. Nói chung là các bác qua cái camera này có thể các bác sẽ không nhìn ra, nhưng mà các bác yên tâm nhé, camera con này đẹp tuyệt vời luôn, không hề có vết xước nào cả. Đó, không hề có vết xước nào cả. Đây, mã máy cái thứ đây. Và đây, sẽ soi cho các bác các cạnh. Đây, cạnh cạnh dưới đáy đây, không hề có vết xước nào cả các bác nhé, không hề có vết xước nào cả. Cái trần sạc còn mới tinh tình luôn, nhìn ở ngoài nhìn nhìn vào đã thấy là nó mới rồi. Còn cái cạnh trái không không có phim bấm nào đây, các bạn yên tâm nhé, nét nẹt không hề có vết xước nào cả, không hề có một vết xước hay vết, nói chung không hề một mũi đốt nào cả kiểu như vậy. Còn đây là cạnh trên này, cạnh trên nếu vậy đây các bạn nhìn nào, rất đẹp không hề có vết xước nào cả, đó rất đẹp luôn. Còn đây đây cạnh, cạnh phía phải đây các bạn thấy đấy, không hề có vết xước nào cả luôn, rất đẹp luôn. Ngay cả cái phím vân tay này này, nhiều khi là những cái máy cũ hơn ấy, là anh em hay hay bóp vào đây này, hay bóp, tại vì đây là cả phím vân tay luôn mà anh em hay bóp vào đây ấy, thì nó hay bị bong bóng lên, thì con này không không có bóng gì cả các bác nhé, nó đẹp nét luôn. Đó, cái phím chụp ảnh ấy, thế không hề có vết xước nào cả. Rồi, còn đây là cái màn hình, quan trọng là cái màn hình đấy các bác. Thì cái màn hình của một bốc bốn thế nó vẫn là em vẫn đánh giá nó là màn hình đẹp nhất thế giới điện thoại hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ gần như màn không có màn nào là bằng 4K cả. Đấy. Đấy các bạn. Nó sẽ có một vài cái vết bụi các bạn nhé. Vết bụi thì có đấy. Tại vì cái khăn lau này nó không được sạch tuyệt đối cho lắm. Đó. Đấy các bạn yên tâm nhé. Con này thì hoàn toàn là gần như là không có vết xước, nếu mà em thật sự là cái mắt của em soi thì là không có vết xước nào cả đâu. Kể cả em soi ở phía ngoài này, này các bác nhá, soi cả phía ngoài này luôn, không hề có vết xước nào cả. Đấy, các bác yên tâm. Cực kỳ đẹp luôn, con này nói chung là rất lâu rồi em mới mới thấy được một cái con mà nó đẹp như này thật sự luôn. Nhiều khi là nếu mà so sánh thì các bác so sánh với con S24 Ultra này, thật sự là cái màu này, cái màu hồng, à quên, cái màu xanh nhạt này này em thích hơn là cái màu xám này của con S24 Ultra các bạn đấy. Và cầm nó khá là nhỏ gọn, nhưng mà anh em nào thích kiểu là cái bề ngang nó dày, à quên, bề ngang nó hẹp hẹp như này thì rất là phù hợp. Nói chung là xem phim mà chế độ 21 chứ 9 thì ngon, thật sự là ngon. Còn màn hình thì thực sự là em đang dùng con S24 Ultra đây các bạn, thì em cũng dám khẳng định là màn hình của con S24 Ultra này không có cửa gì so với các màn hình của cái con một Mark 4 này cả. Thực sự là về cái chất lượng hiển thị và cái chất lượng hình ảnh này, nó nhìn thấy nó khác hẳn các bạn. Nó không kiểu vòng hơi vòng vòng vàng như kiểu là con S24 Ultra đâu. Nó cái này nó trong và nó cảm giác như mà nó thực màu lắm. Đó. Nói chung là chả có gì để mà nói về con này cả. Nói chung là anh em LG mà quên, anh em Sony mà đam mê thì đều biết hết rồi. Chẳng qua là anh em có chịu chi không thôi. Nó thực sự là những con máy đẹp như này thì đương nhiên giá nó sẽ không thể rẻ như như những cái con mà xước sát hoặc là màn ám mố được. Con này thì hoàn toàn là đẹp nét, không có một cái gì chê của nó cả. Đấy. Ngoài cái việc mà giá nó sẽ hơi cao thì con này em sẽ bán năm 10 triệu rưỡi các bác nhé. Thì các bác nào mà cần ấy, thì liên lạc với em ở cái số ở góc màn hình này các bác nhé. Thì con này thì em cũng không có cái gì mà phải test nhiều cả, tất cả mọi chức năng đều bình thường hết, còn L1 còn áp suất mạnh rất là nhiều, không có cái gì mà phải soi xét về con này cả, ngoài cái việc là các bác có đam mê nó không thôi. Rồi ok, chào các bác nhé.